Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ do ảnh hưởng của bão số 3 hút gió mùa Tây Nam nên thời tiết chuyển xấu. Trong ngày nắng gián đoạn mưa bất chợt, chiều và đêm mưa rào và dông, dài nơi mưa to. Từ chiều và đêm qua 1 tháng 9, ở Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 13 giờ ngày 1 tháng 9 đến 3 giờ ngày 2 tháng 9 có nơi trên 80 mm, trong đó có huyện Hòa Bình tỉnh Bạc Liêu 89 mm, thành phố Cà Mau tỉnh Cà Mau 107,9 mm. Trong ngày và đêm nay, khu vực Bắc Tây Nguyên và miền Tây Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to, với lượng mưa từ 10 đến 30 mm, có nơi trên 70 mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Mưa dông và mưa lớn cục bộ ở Tây Nguyên và Nam Bộ còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Ngành chuyên môn khuyến cáo cần đề phòng nguy cơ sạt lở đất, mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu vực đô thị, vùng trũng thấp. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.